Nhật ca mắc covid-19 mới nhất sáng 19/9. Hà Nội, người dân, shipper trên lấn mua hàng như chưa hề có dịch covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh chưa quyết định. Chủ tịch phường đã lên Facebook loan tin giãn cách. Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tính cho người dân đi chợ từ ngày 22/9. Vì sao số liệu ca nhiễm Covid-19 mới ở Đồng Nai liên tục nhảy múa? Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức Covid-19 mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Ngay bây giờ là những thông tin mới nhất về số ca mắc mới trên cả nước. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 19 tháng 9, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc mới. 2 ca dương tính về SARS-CoV-2 mới được ghi nhận từ 18 giờ ngày 18 tháng 9 đến 6 giờ ngày 19 tháng 9 đều đã được cách ly, thuộc chùm F1 của trường hợp sàng lọc ho sốt tại Hoàng Mai, 1 ca, Long Biên, 1 ca. 1. NDH, nữ, sinh năm 2009, địa chỉ số 33, ngách 15, ngõ 68 Ngọc Thụy, tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTH, tiếp xúc lần cuối với F0 ngày 14 tháng 9. Ngày 17 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện sốt. Ngày 18 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 2. NTH, nữ, sinh năm 1987, địa chỉ tại số 9, trên 38, trên 33, Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân sống tại khu vực liên quan đến ổ dịch 24 Kim Đồng Giáp Bát, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính ngày 18 tháng 9. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.905 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.308 ca. Cùng với đó, theo thông tin mới nhất của chúng tôi vừa nhận được, mặc dù vẫn đang trong thời gian giãn cách toàn xã hội, nhưng người dân, shipper ở Hà Nội vẫn đủ đùn đổ về các cửa hàng trên chúc mua bán như chưa hề có dịch Covid-19. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội họp bàn và yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số 20 ngày 3 tháng 9 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, từ 12 giờ trưa ngày 16 tháng 9, trên địa bàn các quận, huyện, thị xã chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng từ thời điểm thực hiện chỉ thị số 20 ngày mùng 3 tháng 9 sẽ được nới lỏng, khi một số loại hình kinh doanh sẽ được hoạt động trở lại khi được mua bán mang về. Mặc dù Hà Nội quyết định nới lỏng một số hoạt động mua bán theo hình thức mang về, nhưng vẫn phải đảm bảo quy định 5K, tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội. Theo ghi nhận, vào trưa 18 tháng 9, người dân ở Hà Nội đã ùn ùn đổ ra các cửa hàng, quán ăn, mua bán tấp nập. Tại số nhà 197-199 đường Thụy Khuê, có rất đông người tập trung không giữ khoảng cách an toàn để mua bánh trung thu. Thậm chí có người đứng trong đám đông này không hề đeo khẩu trang theo quy định. Mặc dù có tấm chắn, nhưng người bán vẫn giao dịch, mua bán theo hình thức mặt sát mặt với người mua. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở, nhưng số đông người dân đã bất chấp chen chúc nhau mua hàng, tạo thành hình ảnh rất xấu xí trong mùa dịch. Cũng tại tuyến đường Thụy Khuê này, xuất hiện hàng loạt cửa hàng không tuân thủ 5K theo quy định. Thậm chí chủ cửa hàng không hề đeo khẩu trang, vô tư giao dịch mặt sát mặt với khách. Người mua hàng tập trung rất đông. Mua bán trước một cửa hàng bán bún chả, cạnh ngõ 102 đường Thụy Khuê. Tại một cửa hàng bán bún chả khác, cũng nằm trên đường Thụy Khuê, người mua kẻ bán rất nhộn nhịp, tràn cả xuống lòng đường. Không riêng người dân, và những cửa hàng trên đường Thụy Khuê, mà ngay gần đó trên phố Đội Cấn có rất đông lực lượng shipper bất chấp quy định, phớt lờ quy định 5K. Những shipper này không xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn theo quy định, mà đứng túm năm tụ ba lấy hàng tại số nhà 216 phố Đội Cấn, Ba Đình Hà Nội. Cũng tại tuyến phố Đội Cấn này, rất nhiều người dân, nhân viên các hãng shipper lớn đã vô tư mua hàng, bất chấp nguy cơ lây nhiễm dịch. Tại số nhà 107 B1, khu tập thể Thành Công, người dân shipper đứng chen chúc, không ai nhường ai, tạo thành cảnh tượng rất lộn xộn trong lúc mua bún chả mang về. Người đến trước, người ra vào tiếp xúc và chạm vào nhau. Những hình ảnh này vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch COVID-19. Khi Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk chỉ mới có đề xuất tỉnh cho áp dụng chỉ thị 16, thì chủ tịch phường thống nhất ở thị xã này đã lên Facebook loan tin về giãn cách xã hội không đúng, gây phức tạp cho việc tiếp nhận thông tin của người dân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ Đắk Lắk cho biết, đã nhắc nhở chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thống nhất, Đinh Quốc Hùng về việc sử dụng mạng xã hội Facebook thông tin không đúng về việc thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương. Trước đó ngày 16 tháng 9, do ghi nhận hàng chục ca COVID-19 cho cộng đồng từ một cơ sở thu mua sầu riêng, Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ đã họp thống nhất đề xuất tỉnh áp dụng chỉ thị 16 để phòng chống dịch bệnh. Trong khi tỉnh chờ xem xét áp dụng chỉ thị 16, thì trên Facebook cá nhân, ông Hùng xuất hiện dòng trạng thái. 18 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2021, áp dụng chỉ thị 16 trên toàn thị xã. Mọi người không tập trung để mua tích chữ thực phẩm nhé. Mãi đến chiều 17 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk mới có quyết định áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 6 xã, phường của thị xã Buôn Hồ, gồm An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Thống Nhất, Đoàn Kết và An Bình. Các địa phương còn lại áp dụng theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, có siết chặt hơn một số nội dung. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Được biết từ ngày 16 tháng 9 đến nay, từ ổ dịch COVID-19 ngoài cộng đồng là điểm thu mua nông sản tại thị xã Buôn Hồ, đến nay đã có thêm hàng chục ca lây nhiễm, khiến công tác truy vết dập dịch hết sức khó khăn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 5 dự kiến triển khai mô hình chợ giã chiến tại phường 3 từ ngày 22 tháng 9. Người dân có thể đi chợ mua sắm theo hình thức nhận phiếu hoặc trong khung giờ quy định của khu phố. Bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch Ủy ban dân quận 5 cho biết, hiện quận đã phương án cụ thể và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xin ý kiến, bà nói. Bà Kiều nói từ tháng 8, quận đã triển khai mô hình chợ giá chiến tại trung tâm văn hóa quận để những người đi chợ hộ tiện soạn đơn hàng. Từ ngày 22 tháng 9, quận sẽ đưa mô hình này xuống các đoạn đường rộng thoáng, có giãn cách các ô để cho người dân trực tiếp đến lựa chọn mua sắm, thay vì ở nhà chờ đơn hàng online như trước, lãnh đạo quận 5 cho hay. Trước mắt, phường 3 sẽ là địa phương đầu tiên thí điểm mô hình chợ này, bởi quận đã hoàn thành tiêm mũi 2 cho người dân tại đây từ ngày 15 tháng 9. Quận chọn mốc 5 ngày sau tiêm để đánh giá mức độ lây nhiễm và kịp thời khoanh vùng nếu có ca nhiễm. Sau đó ngày 22 tháng 9 sẽ cho người dân đi chợ, bà Kiều lý giải. Khi phường 3 triển khai ổn định, người dân có nhu cầu, quận dự kiến sẽ triển khai thêm mô hình chợ này ở phường 10 và 13 khi đã tiêm xong vaccine 2 mũi cho người dân từ 5 đến 10 ngày. Đặc biệt ở phường 13, tập trung nhiều hộ kinh doanh nhộn nhịp, nên quận sẽ tập trung ở địa phương này trước, lãnh đạo quận nói. Bà cho biết theo dự kiến của quận, đến ngày 15 tháng 10, khi dịch bệnh tạm ổn sẽ triển khai kế hoạch bình thường mới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5 cho hay, mô hình chợ giã chiến này là mô hình chợ của quận triển khai không lợi nhuận, lấy công sức của cán bộ, công nhân viên của quận để phục vụ người dân. Khi đi chợ, người dân có thể đi theo phiếu do phường phát hoặc không, bởi chúng tôi sẽ đưa chợ đến khu phố, tổ dân phố và phân chia theo từng khung giờ. Theo bà Kiều, khi lên kế hoạch cho người dân được trực tiếp đến mua sắm, quận cũng phải tính toán, cần nhắc ký các công tác phòng chống dịch an toàn, đảm bảo nghiêm quy định 5 k. Mặc dù người dân các phường triển khai đã tiêm hai mũi vaccine, bên cạnh cung ứng hàng hóa, với mô hình chợ này, quận cũng mong muốn giải tỏa tâm lý cho người dân sau nhiều ngày bí bách ở trong nhà. Đại diện quận chia sẻ, chủ tịch ủy ban dân quận năm cho biết, hiện nay chiến lược tiêm vaccine của quận là tiêm cuốn chiếu phường nào an toàn phường đó. Trước hết, quận sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 theo phường, ưu tiên những cụ phường gần nhau. Thứ hai, ưu tiên người trên 65 tuổi đã tiêm mũi 1 và những người chưa tiêm mũi 1 trên địa bàn quận. Ngoài ra, quận cũng ưu tiên tiêm cho đối tượng đã tiêm mũi 1 đã quá 12 tuần, bà chia sẻ. Nói về lý do chưa mở chợ truyền thống, lãnh đạo quận 5 cho biết, hiện nay các tiểu thương của chợ trên địa bàn chủ yếu là người dân của các quận khác. Do đó, nếu tập hợp cho mở lại, lượng người về quận sẽ lớn và khó kiểm soát. Chưa kể, nếu tiểu thương mới chỉ tiêm một mũi vaccine cũng chưa đủ an toàn. Đồng thời, quận cũng không đủ vaccine để tiêm ngay cho tiểu thương khi họp chợ trở lại, bà nói. Trước mắt, quận 5 sẽ từng bước triển khai mô hình chợ giã chiến cho người dân đến mua sắm. Khi thành phố phân bổ thêm nhiều vaccine, thì quận sẽ bắt đầu mở chợ truyền thống, bà Kiều cho biết. Từ mùng 6 đến 15 tháng 9, quận 5 ghi nhận 856 ca mắc COVID-19, giảm liên tục so với 2 tuần trước đó và giảm 48% so với tuần phát sinh cao nhất là đỉnh dịch. Đến nay, toàn quận có trên 98% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 và hơn 31% được tiêm mũi 2. Trong đó, phường 3 và phường 10 đã hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho người dân trên 18 tuổi. Còn tại Đồng Nai, số ca COVID-19 được Sở Y tế báo cáo 459 ca, giảm mạnh sau nhiều ngày. Thế nhưng, hôm nay số ca F0 lại tăng lên 994 ca. Trong các cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai hàng tuần, lãnh đạo tỉnh này luôn lưu ý ngành y tế liên quan đến số liệu các ca cá nhiễm COVID-19 cập nhật trong ngày. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng có lần nói: "Các đồng chí xem lại, số liệu cứ nhảy nhót lung tung hết cả." Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, Nguyễn Hồng Lĩnh nói tại một cuộc họp: "Ra thì vài trăm ca là ca khỏi bệnh, vào cả ngàn ca. Tôi nghe các anh nói vài ngày nữa giảm mà số liệu cứ tăng. Người ta 48 tiếng có kết quả tầm soát, chúng ta 5 ngày mới có kết quả PCR số lượng lên cả 100 ca, chúng ta mới phát hiện 50 ca. Cách làm này chúng ta đang đuổi theo dịch, chứ không phải là chặn đầu dịch. Ông Võ Văn Chánh, bí thư thành ủy Biên Hòa cũng thắc mắc về con số F0 tăng cao ở thành phố này. Trước ngày 3 tháng 9, thành phố Biên Hòa tiến hành xét nghiệm diện rộng, vét hết 100%, sau đó làm tiếp hai đợt và do đích thân ông Tránh thực tiếp chỉ huy chiến dịch xét nghiệm. Thành phố Biên Hòa xét nghiệm trong vòng 4 ngày, từ mùng 9 đến 14 tháng 9, phát hiện 671 ca, bình quân là 168 ca một ngày, nhưng số liệu của Sở Y tế trong 2 ngày từ 11 đến 12 tháng 9 lên tới 970 ca, gấp rưỡi số ca trong 4 ngày của thành phố Biên Hòa cộng lại. Ông Tránh nói và đề nghị Sở Y tế kiểm tra đối chiếu lại. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thừa nhận có sự trùng lập trong số liệu báo cáo các ca nhiễm COVID-19 hàng ngày. Ông Vũ giải thích trùng lập là do ca dương tính bị nhiễm đưa đi cách ly, chữa trị khỏi về nhà tái dương tính. Lẽ ra hai ca dương tính này là một ca, nhưng địa phương lại báo cáo ca mới. Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ cho biết thêm, một số trường hợp F0 phát hiện ở công ty đóng trụ sở trên huyện A, nhưng người nhiễm lại có hộ khẩu ở huyện B. Sau đó huyện A báo cáo và huyện B cũng lấy số liệu đó nên trùng lập. Số ca báo dương tính đều có mã số nên Sở Y tế đã lọc ra những ca trùng. Do vậy, không báo cáo số lượng chung chung mà có mã số người bệnh mới báo cáo. Chuyện này Sở Y tế công nhận có khuyết điểm. Vừa qua chúng tôi phát hiện ở thành phố Biên Hòa có vài trăm trường hợp F0 trùng lập. Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và sẽ điều chỉnh. Ông Vũ nói. Bác sĩ Bạch Thái Bình, giám đốc CDC Đồng Nai cho biết thêm, ngành y tế thực hiện kế hoạch 9722 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành từ ngày 18 tháng 8 đến 31 tháng 8, sau đó thực hiện tiếp 4 ngày nữa đến mùng 4 tháng 9. Điều này cho thấy dịch đã lây lan mạnh, thấm sâu, các ổ dịch mới không làm sạch được hoàn toàn, ổ dịch mới tiếp tục phát sinh. Theo ông Bình, ngành y tế Đồng Nai đã tiến hành xét nghiệm diện rộng 3,6 triệu người. Ban đầu dự kiến là 3,1 triệu người Phát hiện tổng cộng 13.727 ca nhiễm. Trong đó xét nghiệm diện rộng phát hiện hơn 5.500 ca. Truy vết xử lý ổ dịch F1 phát hiện 7.900 ca. Còn lại là ổ dịch mới phát sinh trong các khu nhà trọ và doanh nghiệp bà tại chỗ. Trung bình mỗi ngày ghi nhận 687 ca dương tính COVID-19. Bác sĩ Bạch Thái Bình giải thích về khái niệm ca nhiễm COVID-19. Các ca nhiễm chuyên môn gọi là các ca mắc mới. Ca phát hiện, ca ghi nhận, ca mắc mới theo thời điểm, ca mắc mới cộng dồn trong báo cáo của CDC Đồng Nai luôn dùng từ ca ghi nhận. Tùy vào loại bệnh, ví dụ bệnh đau mắt đỏ có thể nhìn vào biết ngay là đau mắt. Có 100 người mà 5 người mắc thì chúng ta phải xác định là 5%. Sốt xuất huyết cũng vậy. Dấu hiệu sốt là dấu hiệu khởi phát. Ai sốt đến bệnh viện được coi là mắc mới. Tuy nhiên đối với COVID-19 thì chúng ta xác định ca mắc phải bằng xét nghiệm khẳng định PCR. Khi nào có kết quả xét nghiệm PCR dương tính mới coi là ca mắc mới. Như vậy, việc xác định ca mắc mới phụ thuộc hoàn toàn vào xét nghiệm. Ông Bình nói, theo ông Bình, có những người nhiễm COVID-19 cách đây 5 đến 7 ngày, nhưng nếu chưa xét nghiệm PCR thì chưa được ghi nhận. Ví dụ trong khu nhà trọ xét nghiệm 5 ngày một lần, thì trong 4 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19, nhưng điều đó không có nghĩa là không có lây nhiễm. Đến ngày thứ 5, chúng tôi xét nghiệm phát hiện số ca F0, thì số liệu sẽ tính trung bình cho cả 5 ngày, ông Bình giải thích. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp khi trở lại bình thường mới cũng phải luôn sẵn sàng trong tình trạng trực chiến bởi dịch Covid-19 có thể quay lại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc của tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện phòng chống dịch Covid-19 về tình hình chống dịch tại tỉnh Kiên Giang. Phát biểu kết luận, ông Vũ Đức Đam nói rằng tỉnh đã giãn cách trong một thời gian tương đối dài. Trong thời gian đó, toàn bộ lực lượng cùng nhân dân tỉnh Kiên Giang đều đã rất cố gắng, nỗ lực. Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa kiểm soát tốt dịch bệnh như mong muốn có nơi có lúc bên dưới cơ sở vẫn thực hiện giãn cách chưa thật nghiêm. Vẫn còn tình trạng người nơi khác về nhưng chưa phát hiện được ngay. Vì thế, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp hôm nay, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để chấm dứt giãn cách sớm nhất, đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Đã giãn cách là phải giãn cách nghiêm túc, tinh thần phải theo sát, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Ai từ nơi khác về địa bàn tỉnh mà không báo kịp thời là phải xử lý. Nếu gia đình ấy là đảng viên, công chức, viên chức thì phải làm rõ trách nhiệm. Ông Đam nói và cho rằng trong vấn đề này, đầu tiên phải là trách nhiệm của ngành công an tỉnh Kiên Giang. Đối với việc tỉnh Kiên Giang liên tục phát hiện ca nhiễm trong khu phong tỏa, Phó Thủ tướng đề nghị chấn chỉnh tình trạng này. Trong khu phong tỏa phải phong tỏa hẹp nhất có thể. Khi phát hiện ra ca bệnh, chùm ca bệnh thì lập tức khoanh hẹp nhất. Nếu chưa khoanh hẹp ngay được thì khoanh rộng hơn, khẩn cấp điều tra dịch tễ. Nên tham khảo mô hình phong tỏa theo mấy lớp, sau đó tiến hành xét nghiệm thần tốc. Chủng virus này lây nhanh đừng để dây dưa, ông Đam nói. Còn các ca nhiễm cho cộng đồng, ông Vũ Đức Đam đề nghị làm rõ. Bao nhiêu ca đã rõ nguồn lây, bao nhiêu ca chưa rõ nguồn lây. Ông Đam nói và cho rằng, cần đánh giá lại nguy cơ trên địa bàn tỉnh, huyện, xã, phường. Phải đánh giá lại nguy cơ đến cấp ấp, đánh giá càng chi tiết càng tốt. Sau đó thần tốc xét nghiệm vùng đỏ, vùng xanh và vùng vàng cũng cần tầm soát, không được bỏ quên. Phó Thủ tướng cho rằng, có quét hết trở lại bình thường rồi, nhưng trong tương lai vẫn sẽ xuất hiện ca bệnh mới. Tinh thần là luôn sẵn sàng, hệ thống của tỉnh phải luôn trực chiến, Ông Đam đề nghị. Tài khoản Youtube Thầy Long 0984 gần đây đăng nhiều clip tuyên bố mình là Ngọc Hoàng Đại Đế. Người đang quản lý thiên giới đã và đang đi xuyên Việt từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh chấn nhiệm để chống lại đại dịch Covid-19, khiến dư luận bất bình. Nhiều người phản ánh bức xúc với hành vi, đăng nhiều clip trên mạng xã hội tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn của ông Lương Gia Long ngụ tại Hà Nội. Ông Long còn bị nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh, phó chủ nhiệm Trung tâm Bảo tồn Đạo mẫu Việt Nam, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, làm đơn tố cáo các hành vi gây bất bình với những người theo tín ngưỡng đạo mẫu để gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan An ninh Văn hóa của Bộ Công an và các cơ quan báo chí. Tài khoản Facebook Lương Gia Long và tài khoản YouTube Thầy Long 0984, phần bỏ lửng là số điện thoại của ông Long, liên tục đăng tải nhiều clip tự nhận rằng ông này đã giúp bách gia chăm họ tiêu trừ Covid-19 bằng chấn yểm. Kênh YouTube Thầy Long có 110.000 người đăng ký, giới thiệu số điện thoại, địa chỉ nhà riêng tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Giờ làm việc để khách hàng tiện liên hệ. Trên tài khoản Facebook, ông Long nói mình từng là giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Clip chia sẻ tâm linh trên Youtube ngày mùng 4 tháng 5, ông Long nói dịch Covid-19 hiện nay là do thế lực rất mạnh ngoài tam giới chúng mượn mạnh nhân gian để thực hiện các hành vi sao cho nhân gian này đi đến hồi mặt vận, mặt kiếp. Trong một clip khác đăng vào ngày 25 tháng 7, có tiêu đề Thực trạng Covid qua con mắt tâm linh Ông Long nói, COVID-19 là do một nhóm pháp sư nước ngoài điều binh khiển tướng. Cuối clip cho thấy camera ở nhà ông bị nhiễu trong vài chục giây. Ông Long nói do âm binh đến tấn công ông vì ông đang tiêu diệt chúng để đẩy lùi COVID-19. Vũ khí của ông Long là một kiếm khí xuất hiện lần đầu ở chốn nhân gian. Trước đây ông sử dụng nó ở trên thiên, nay phải mang nó xuống trần, hỗ trợ đẩy lùi các thế lực và làm yên cho các nhân mạng trên trần gian này, không vướng phải còn COVID. Trong clip có tên, thông báo quan trọng đăng tải ngày 12 tháng 5. Ông Long khẳng định hiện tại đang thế nào thì ông không nắm được vì không quan tâm tới thời sự. Nhưng về mặt tâm linh thì thời gian qua, thầy cho ông đã ngăn chặn thành công đợt dịch. Trong clip đăng ngày 12 tháng 7, ông Long nói mình đang ở Lâm Đồng, vận hành từ xa để diệt trừ Covid-19 cho Đà Lạt vì không vào được thành phố. Ông tuyên bố, bắt đầu từ ngày này 12 tháng 7 trở đi, các con số về Covid sẽ giảm xuống chứ không thể tăng. Thầy trò tôi còn sống, Covid không thể tăng thêm trên lãnh thổ Việt Nam trong clip đăng ngày 30 tháng 7 có tiêu đề Thiên cơ tiết lộ giải cứu Sài Gòn. Ông Long khẳng định, Hà Nội không bị bùng lên như Sài Gòn là do ông đã ổn định về tâm linh và âm phần để trấn yểm. Ông Long cũng tiết lộ thiên cơ, vì sao ông đã tiến hành các động tác tâm linh phía trong Sài Gòn mà dịch vẫn phát triển. Là do hiện đang có nhiều pháp sư nước ngoài cấu kết, đang tập kết các căn cứ điểm tại Việt Nam để luyện binh, mục đích là tác động để dịch bùng nổ. Vì vậy ngày 6 tháng 9, ông đăng clip thông báo khởi động lộ trình Hà Nội An Giang ngày 9 tháng 9 đã vào thành phố Hồ Chí Minh để khai quang âm phần của thành phố, giải trấn yểm âm phần thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 9, ông Long liên tục đăng tải các clip để đáp trả anti fan, trong đó khẳng định chỉ số ở thành phố Hồ Chí Minh đang rất tích cực sau khi thầy trò vợ chồng ông đến trấn yểm. Ngày 17 tháng 9, ông thông báo đang cùng học trò trở lại Sài Gòn để tiếp tục giải quyết âm phần cho thành phố, giúp đưa đại dịch về mức tối thiểu nhất có thể. Nhiều người đã câu hỏi tại sao trong những ngày giãn cách xã hội căng thẳng ở nhiều tỉnh thành mà nhóm ông Long vẫn ngang nhiên đi xuyên Việt từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để hành nghề mê tín dị đoan. Ngày 14 tháng 9, ông này cho biết vừa trở về Hà Nội sau chuyến đi xuyên Việt và thành phố Hồ Chí Minh, chấn yểm nhưng cũng không phải cách ly theo quy định cho những người trở về từ vùng dịch. Về câu chuyện thầy Long chia sẻ những thông tin mê tín dị đoan trên mạng xã hội, thông tin sai lệch về dịch Covid-19, một lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đến nay Sở chưa nhận được phản ánh của người dân về trường hợp này. Nhưng ông khẳng định hiện nay các quy định pháp luật về xử phạt hành vi tuyên truyền thông tin sai sự thật, vu khống, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội đã rất rõ. Ông khuyến khích người dân khi phát hiện sai phạm thì báo cho các cơ quan chức năng thông qua các kênh như qua Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, hoặc Phòng An ninh mạng Công an Hà Nội và các cơ quan quản lý về an ninh mạng. Nếu xác định đúng thông tin như người dân phản ánh thì Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cứ sai sự thật, gây rối dư luận, tuyên truyền mê tín dị đoan là chúng tôi xử lý nghiêm. Trước thông tin lực lượng quân đội chuẩn bị rút quân khỏi thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Đỗ Thành Phong, Phó cục trưởng cục tuyên huấn, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng quân đội vẫn tiếp tục các công việc hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh như những ngày đầu tăng cường vào đây, không có chuyện lực lượng quân đội rút quân sớm, khi nào thành phố Hồ Chí Minh dập xong dịch thì quân đội mới rút. Sau hơn 100 ngày giãn cách xã hội, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có những điểm sáng nhất định. Số ca F0 và bệnh nhân COVID-19 tử vong đều giảm. Tuy nhiên, Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn theo chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9. Có được kết quả chống dịch bước đầu nói trên là sự nỗ lực rất lớn của chính quyền và người dân địa phương, của các lực lượng tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, phải kể đến hơn 132.000 quân nhân đến từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng đã tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch trong suốt hơn 20 ngày qua. Trước thông tin cho rằng lực lượng quân đội chuẩn bị rút quân khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ Quốc phòng ở phía Nam khẳng định, không có chuyện lực lượng quân đội rút quân sớm, khi nào thành phố Hồ Chí Minh dập xong dịch thì quân đội mới rút quân. Các lực lượng của quân đội vẫn tiếp tục hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch như những ngày đầu tăng cường vào đây, chưa có gì thay đổi. Các chốt, trạm kiểm soát dịch vẫn được chúng tôi duy trì. Có thay đổi chỉ là chỗ nào kiểm soát tốt rồi thì điều bớt quân sang khu vực dịch còn diễn biến phức tạp. Thiếu tướng Đỗ Thành Phong cho biết. Theo phó cục trưởng cục tuyên huấn, hiện lực lượng quân đội tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện các công việc như hỗ trợ vận chuyển cung ứng hàng hóa, thăm khám và điều trị bệnh giúp nhân dân, cùng các lực lượng khác kiểm soát dịch tại chốt. Riêng việc đi chợ giúp nhân dân thời điểm này, lực lượng quân đội đã dừng bởi đội ngũ shipper đã được hoạt động và các tổ dân phố được phép cử một lượng người nhất định đi chợ. Tuy nhiên, với khu vực dịch còn đặc biệt phức tạp, nhân dân thực sự khó khăn thì lực lượng quân đội vẫn sẵn sàng đi chợ hộ. Đề cập đến vai trò, tác dụng của việc đưa lực lượng quân đội tăng cường vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong nhấn mạnh, việc huy động lực lượng quân đội hỗ trợ là một quyết định rất đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Lúc này, chúng ta xác định chống dịch như chống giặc thì quân đội phải vào cuộc. Quân đội có kỷ luật thép, lề lối tác phong làm việc của quân đội đã được rèn rũa nên mới có thể lập lại những gì cần thiết trong việc giãn cách xã hội. Nếu không có quân đội mà để các lực lượng khác làm thì không xuể được, Thiếu tướng Đỗ Thành Phong chia sẻ. Ngoài tính kỷ luật, được rèn rũa lề lối làm việc, quân đội còn cùng một lúc huy động được một lực lượng rất lớn để hỗ trợ các tỉnh chống dịch, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh. Các lực lượng đều được bồi dưỡng và có chuyên môn cao, đặc biệt là đội ngũ quân y rất lành nghề và vào cuộc với tinh thần chiến đấu rất cao, không ngại hy sinh, gian khổ. Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong cho biết, trong quá trình điều trị cho bệnh nhân COVID-19, lực lượng quân y đã có những người bị lây nhiễm bệnh điều này là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tinh thần của lực lượng quân y không hề nao núng, không hoang mang, mà vẫn thể hiện quyết tâm bám trụ để giúp nhân dân điều trị bệnh. Đây là truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, kể cả trong thời chiến cũng như trong thời bình. Nói về kế hoạch rút quân, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong nhắc lại lời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hứa với nhân dân rằng không thắng không về. Với tinh thần đó, các lực lượng đã và đang tăng cường làm nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam sẽ cùng với địa phương dập bằng được dịch khi nào dập xong mới về. Trước mắt, các lực lượng quân đội vẫn thực hiện nhiệm vụ đến ngày 30 tháng 9. Nếu thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam kiểm soát tốt tình hình thì chúng tôi sẽ có nghiên cứu tính toán cụ thể rồi thực hiện rút quân từng phần, Thiếu tướng Đỗ Thành Phong nói. Phó cục trưởng cục tuyên huấn chia sẻ thêm, ông vừa đi cùng đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn một số tỉnh phía Nam như Kiên Giang, Tiền Giang và cho thấy rằng các địa phương đã từng bước kiểm soát được tình hình dịch bệnh, số ca F0 đã giảm. Suốt kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, nhiều địa phương phía Nam đã chủ động sớm trong việc cách ly, giãn cách và tầm soát F0. Do đó có thể nói đến nay, nhiều tỉnh khu vực này đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thiếu tướng Đỗ Thành Phong cho biết thêm. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo Sức khỏe và Đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng, trong hoàn cảnh này, việc cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại.